Hello, xin chào tất cả các anh em và tất cả mọi người. Năm nay Tết có vẻ vui anh em à. Được cái là năm nay được may mắn là Thái Lai về quê hơi trễ, nên nhân dịp năm về Tết đến, sẵn Thái Lai làm clip cho phép Thái Lai gửi lời đến thăm tất cả các anh em nào mà về quê hoặc là anh em nào đang ở Sài Gòn. Hiện tại thì Thái Lai chờ đợi được ngày hôm nay thôi. Hôm nay là mùng 1 Tết. Sáng nay chắc hẳn như anh em đã đi chúc Tết tất đồ rồi ha. Lũ mua chân này. Thì Thái Lai cũng có chúc Tết anh em này. Đấy. Sáng sớm là phải lì xì rồi đó. Sáng năm mới này thì Thái Lai cũng không biết nói gì hơn, ngoài việc là muốn chia sẻ những cái cảm xúc khi mà một người ở xa quê ở lại thành phố để ăn Tết. Thì như các bạn được biết, Thái Lai chắc hẳn không phải người Sài Gòn. Một số anh em đã biết Thái Lai không phải người Sài Gòn. Năm nào cũng về, cho nên không có cơ hội để mà làm clip như thế này, để mà còn trò chuyện chia sẻ những cảm xúc khi mà ở lại một cái đất khách quê người thì mình đón Tết. Thì hôm nay Thái Lai may mắn được là ở lại năm này nhé. Ở lại là sáng mai, chiều mai thì Thái Lai lại về quê rồi. Thì nhân dịp lần đầu tiên Thái Lai cũng có gì hơn ngoài việc là chúc tất cả mọi người năm mới có nhiều sức khỏe, dồi dào và có những trí tuệ sáng suốt để tạo ra những bức ảnh đẹp các bạn nhé. Và đặc biệt năm mới này thì trong suốt một thời gian qua Thái Lai cũng làm được 2 năm, và thường thường thì không có cơ hội để mà ngồi nói chuyện như các bạn để chúc Tết, gửi lời tâm tư đến các bạn, đến khán giả. Và năm nay Thái Lai có may mắn thì không biết các bạn nào có ở lại Sài Gòn hay không. Các bạn nào ở lại Sài Gòn thì comment dưới video cùng Thái Lai cùng chia sẻ cảm xúc nhé. Và đặc biệt cũng như một số anh em ở nước ngoài, không biết ở bên nước ngoài là mấy anh em có ăn Tết đúng như Việt Nam hay không. Sáng nay thì Thái Lai có đi một vòng ở ngoài kia để mà đi chùa thì thấy đông nghẹt. Không biết ở bên nước ngoài các anh các chị có đông nghẹt như Việt Nam hay không. Rồi thì Thái Lai cũng muốn chia sẻ một chút về cái cảm xúc thời gian 2 năm qua làm cho mọi người cũng có gặp khó khăn cái này cái nọ nhiều thứ lắm. Nói chung là hiện trường Thái Lai muốn chia sẻ thêm rất là nhiều. Vì quay trước đầu tiên làm video nó bị khó khăn như ra sao. Rồi đến giờ thì Thái Lai cũng có được nâng cấp lên từ từ. Thì sẵn như năm nay là năm 2020 có lại là số đẹp mà Thái Lai may mắn ở lại Sài Gòn mới có dịp mà quay clip để mà chia sẻ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Và một lần nữa kết thúc video, Thái Lai xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại sau năm có những cái video mới lại ý tưởng sáng tạo hơn, hoặc là có những cái gì đó đóng góp các bạn hãy đóng góp vào video giùm Thái Lai nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn, bye bye.